khi cao thủ ném bóng thì chơi chọi bóng. Rồi. À, ghét rồi đấy, ánh mắt ghét rồi. À, nhìn rồi. Nào. Lại cùng xem. Rồi. Em mới ngồi lên bình tĩnh thôi, chăm ngồi đi. Trời. Để cho người ta thở đi đúng không? Vừa ngồi lên nó phải nhảy xuống để uống nước rồi. Ôi, buồn cười rồi. Ôi, tóc đồi, lấy tóc đi, đội tóc lên. Bình tĩnh thôi, để thở cái nào. Không. Thôi ông nào nhắm ông dừng đi nhá, nhắm hoài để cho người ta còn lấy chứ, thở chứ. Bắt người ta uống nước hoài đấy.